Đây là tuyến đường không rác ở ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Từ nhiều năm nay, hai bên tuyến đường này, cỏ cây, hoa lá luôn tươi tốt, đua nhau khoe những nụ hoa lung linh tỏa sáng cả một vùng quê yên bình. Điều đáng ghi nhận là tuyến đường này không chỉ đẹp mà còn không có rác. Bởi lẽ từ khi Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đằng chọn triển khai mô hình tuyến đường không rác, bà con rất vui mừng phấn khởi, đồng lòng quyết tâm xây dựng đường làng ngõ xóm ngày thêm xanh sạch đẹp. Từ khi mà đăng cái bảng là cái tuyến đường không rác thì cái nhận thức của người dân ở xung quanh cái xóm ấp thì nó được nâng lên rõ rệt, tức là người cái ý thức về cái bảo vệ môi trường, ý thức về cái việc giữ gìn để cho cảnh quan nó sạch đẹp thì ngày một nâng lên, thì từ đó thì cũng có nhân rộng cho các cái ấp khác, tức là 6 cái ấp còn lại của xã Bạch Đằng thì cũng các ấp thì đều có cái tuyến đường hoa kiểu mẫu, cũng có cái tuyến đường không rác. Không chỉ ở xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên có xây dựng mô hình tuyến đường không rác, mà ở thành phố Thuận An cũng rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Thời gian gần đây, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các ngành các cấp tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm đến các tổ chức cá nhân và nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường. Cả hệ thống chính trị của thành phố Thuận An đã vào cuộc cùng đồng lòng triển khai các mô hình, huy động các nguồn lực xã hội, trong đó huy động sức dân để chung tay bảo vệ môi trường. Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực ý nghĩa như xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyến đường văn minh đô thị, tổ tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố không rác, tuyến đường tuyến hẻm không rác. Những mô hình này đã thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Khu phố mình với B thì việc bảo vệ môi trường thì là cái công việc thường xuyên và định kỳ rồi. Hầu như là hàng tháng, hàng quý hoặc là có thể hàng tuần thì khu phố tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường để bảo vệ môi trường khu phố không rác. Thì với bản thân em là một người dân tham gia cái công việc này thì em thấy là rất là có ích. Đầu tiên là bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình là đầu tiên nè. Và thứ hai là bảo vệ cho khu phố mình là xanh, sạch, đẹp. Và thứ ba là cái công việc mà mình trực tiếp tham gia như thế này có thể tuyên truyền, vận động đến tất cả người dân trong khu phố và đặc biệt là người thân trong gia đình và tuyên truyền dạy dỗ đến có thể là những cái trẻ em cùng nhau tham gia bảo vệ môi trường mình để xanh sạch đẹp. Từ ngày mà phát động cái phong trào xây dựng cái mô hình khu phố không rác ở khu phố mình của A thì cái đội ngũ cán bộ của chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch, nghĩa là hàng tuần là ra quân vào ngày Chủ nhật xanh để bảo vệ môi trường và tạo một cái ý thức cho bà con mình biết tự gìn giữ ở môi trường sống tại khu dân cư. Do đó thì với cái phong tinh thần này thì khu phố cũng họp tuyên truyền trong các cuộc họp giao ban ở tổ tự quản cũng như là họp chi bộ lấy cái đề tài là mô hình khu phố không rác là tuyên truyền hết sâu rộng cho 29 tổ nhân dân tự quản và tiếp tục là sắp tới thì khu phố đã thành lập cái đội xung kích bảo vệ môi trường gồm có 45 người chia đều cho 29 tổ là ra quân hàng tuần vào ngày Chủ nhật xanh. Thì trong đó là kết hợp giữa lực lượng dân quân, rồi đoàn thanh niên, chị hội phụ nữ và người cao tuổi để có một cái động thái là mọi người dân thấy tuần nào cũng có dọn vệ sinh hết cho nên họ tự ý thức là trước nhà ai họ dọn để tạo một cái cảnh quan, cái môi trường luôn luôn sạch đẹp. Mình biết vận dụng lấy sức dân làm cho dân hưởng thì dân họ rất là đồng tình. Không những vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường còn triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Mục đích của chuỗi sự kiện chương trình hành động là vận động kêu gọi cộng đồng tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào bảo vệ môi trường, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp và dân cư về bảo vệ môi trường. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong ngày hội ra quân, các em học sinh được tham gia các gian hàng, đổi rác lấy quà, trưng bày các sản phẩm tái chế từ rác thải, triển lãm tranh từ cuộc thi vẽ tranh vì môi trường tương lai và hội thi sáng tạo vật dụng tái chế có ích. Các đoàn thể tổ chức các hoạt động chung tay hành động phòng chống rác thải nhựa cho người dân và các em học sinh ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua chương trình đổi rác thải lấy quà tặng, đã truyền cho các em thông điệp là tích cực thu gom để rác thải đúng nơi, đúng chỗ, phân loại từng loại rác. Con nghĩ đây là một chương trình ý nghĩa vì chương trình giúp tụi con biết phân loại loại rác, giảm thải, việc vứt rác bừa bãi ra ngoài môi trường, từ đó làm môi trường xanh sạch đẹp hơn.
Nằm trong cả chuỗi hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường, thì hôm nay được sự tài trợ của Quỹ Bảo vệ Môi trường, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn phường Phú Mỹ tổ chức cái chương trình đổi rác thải tái chế lấy quà tặng, và đối tượng chúng tôi thực hiện đợt này đó chính là các em học sinh tại các trường tiểu học cũng như là trung học cơ sở trên địa bàn phường Phú Mỹ. Thông qua chương trình này thì cũng ngoài cái việc hỗ trợ cho cái công tác giảng dạy của giáo viên cũng như là cái chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường trong cái trường học, cũng là một cái cơ hội cho các em có được cái trải nghiệm thực tế để các em thấy được cái giá trị của cái rác thải tái chế, cũng như là nhận thức được cái vai trò của mình trong cái việc chung tay tham gia bảo vệ môi trường cùng với cộng đồng. Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được tỉnh Bình Dương quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân trên địa bàn tỉnh được tốt hơn. Thế nhưng cùng với tốc độ phát triển công nghiệp ngày càng tăng nhanh ở các địa phương đã làm gia tăng áp lực lớn đối với môi trường, trong đó có vấn đề về chất thải rắn sinh hoạt. Muốn bảo vệ môi trường tốt thì công tác thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng đóng vai trò rất quan trọng, góp phần bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị. Hiện nay thì trong công tác thu gom thì chúng tôi cũng nhận được những cái phản ánh của người dân về cái việc thu gom nó chưa đảm bảo thời gian, giờ giấc, hoặc trong cái công tác thu gom thì trang thiết bị nó chưa đảm bảo. Thì qua quá trình làm việc với các đơn vị thu gom thì họ cũng có cái phản ánh, và hiện nay cái chi phí mà để thu từ người dân cũng như là để đáp ứng đủ cho cái chi phí mà thu gom rác về bãi trung chuyển thì cái đơn giá này nó thấp, nó không phù hợp, không đảm bảo cái chi phí cho cái người thu gom. Do đó đây là một cái khó khăn mà tôi thấy rằng tỉnh cũng cần quan tâm để sớm có cái điều chỉnh này. Hiện nay kế hoạch của chúng tôi mong muốn chuyển cái bãi rác trung chuyển của thị xã Tân Uyên thành cái trạm ép rác kín. Và cái việc này cũng đòi hỏi với kinh phí. Và như vậy thì cũng rất mong là cái đây là một khó khăn. Mong rằng tỉnh quan tâm cho Tân Uyên nói chung, nói riêng và cả tỉnh nói chung, các cái bãi rác ở đối với các huyện thị thành phố thì cần phải chuyển thành các bãi ép rác kín để tránh ô nhiễm khi mà chúng ta tập trung rác từ các nhà dân, từ các khu phố về cái điểm tập trung đó để đem đi, nhưng ở đó lại là cái điểm có khả năng gây ô nhiễm. Có thể thấy rằng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian gần đây đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực khi nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người dân. Khi có được sự chung tay tích cực đó, các ngành, các địa phương mới triển khai được những hoạt động bảo vệ môi trường đi vào nề nếp. Từ đó, chính người dân sẽ được thụ hưởng một môi trường trong lành và xanh sạch đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường mỗi khi người dân có ý kiến, kiến nghị về vấn đề môi trường hay lĩnh vực đất đai, sẽ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tại các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hoặc bà con có thể gặp gỡ chính quyền địa phương để phản ánh. Tuy nhiên, việc giải quyết của cơ quan chức năng có khi chưa như mong đợi của người dân. Vì vậy, khi ngành tài nguyên môi trường lắng nghe dân nói, giải quyết những bức xúc của bà con với tinh thần cầu thị, công khai, dân chủ và khách quan đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo niềm tin và phấn khởi trong nhân dân. Đây là lần đầu tiên người dân phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trực tiếp phản ánh các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai và môi trường tại diễn đàn ngành tài nguyên và môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân. Diễn đàn lần này do Ban dân vận thị ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Bến Cát phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Phước tổ chức, với sự tham gia của gần 150 hộ dân trên địa bàn. Thì qua cái lần thứ nhất tổ chức cái diễn đàn ngành tài nguyên môi trường, nghe lắng nghe ý kiến của nhân dân, thì nói chung là cũng qua đó thì cũng nhận được nhiều cái ý kiến đóng góp cho ngành, để mà ngành cũng phát huy được những cái mặt đó là làm tốt, đồng thời cũng là có những cái giải pháp để tháo gỡ những cái vướng mắc cho nhân dân, giúp cho cái công tác được tốt hơn. Thì qua đó thì lần này tiếp tục tổ chức cái lần thứ hai, thì qua đây là cũng tiếp tục để là mong muốn có những cái lắng nghe được cái ý kiến đóng góp của nhân dân ở trên địa bàn, cũng có cái những cái dân đóng góp những cái hiến kế tới đây để cho cái công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường của thị xã được tốt hơn.
khi lĩnh vực đất đai và môi trường được xem là vấn đề nóng trong bối cảnh thị xã Bến Cát đang có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị rất nhanh. Việc được gặp trực tiếp ngành tài nguyên môi trường phản ánh từng vấn đề bức xúc thật sự là nhu cầu chính đáng của người dân. Vì vậy, người dân sẽ có nhiều phản ánh bức xúc về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch treo hay vấn đề phân loại chất thải rắn tại nguồn, xả thải lén của một số doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Qua cái diễn đàn này thì về cá nhân thì hoàn toàn nhất trí theo cái báo cáo cũng như là phần đánh giá của ngành tài nguyên môi trường. Tuy nhiên thì trong cái vấn đề vừa rồi thì nói chung là một số cái chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa cái chương trình vệ sinh môi trường, nhất là trong cái vấn đề là phân rác tại nguồn. Thì một trong những cái vấn đề đó là những việc làm hay và đồng thời nữa là giúp cho người dân là sẽ phân biệt thế nào là rác công nghiệp, thế nào là rác thải hữu cơ và đồng những cái rác ấy, để từ chỗ đó để làm tốt được cái môi trường cho nó đảm bảo về sức khỏe cũng như là mọi các cái điều kiện của người dân. Thì tuy nhiên thì chương trình rất là tốt, nhưng mà hiện tại giờ nó do cái bất cập. Cái thứ nhất là trong vấn đề thu gom rác, là thứ nhất là chúng ta đã phân rác ra như thế rồi nhưng mà chỉ có một cái xe chuyên dùng, thì do vậy cái vấn đề rác kia lại đưa vào một thì coi như là cái công việc này nó cũng cần, cũng không được đáp ứng lắm. Thì do vậy là trong những thời gian tới là ngành môi trường cố gắng sắp xếp những các xe chuyên dùng để đảm bảo cho cái vấn đề thu gom rác tại nguồn nó mới đảm bảo được cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Để diễn đàn thực sự phát huy hiệu quả và đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết, ngành tài nguyên môi trường còn tiến hành gửi phiếu khảo sát đến các địa phương và thực hiện khảo sát để lấy ý kiến của nhân dân. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến để thực hiện. Theo nội dung khảo sát, ngành tài nguyên môi trường thực hiện khảo sát đối với 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm nhiều hiện nay. Đó là khảo sát về quá trình triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, khảo sát các ý kiến của nhân dân nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, khảo sát về công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Qua các nội dung khảo sát nhận thấy, phương tiện thu gom đáp ứng tiêu chí vệ sinh môi trường tốt chiếm tỷ lệ cao nhất, tần suất thu gom đảm bảo theo thông báo của địa phương chiếm tỷ lệ chấp nhận thấp nhất. Thì đợt này là hướng về cơ sở, chọn địa bàn Mỹ Phước là cái đầu tiên. Thì tới đây kế hoạch của phòng cũng sẽ tiếp tục đi về các cái địa phương còn lại để có cơ hội cho nhân dân ở cái địa bàn đó, họ có cái cơ hội tiếp xúc, gửi gắm, phải không? Đóng góp ý kiến, cũng như gửi gắm các cái tâm tư tình cảm để cho cái ngành được thực hiện cái quản lý được tốt hơn. Mỗi ngành, mỗi địa phương sẽ có những cách làm khác nhau nhằm ghi nhận và giải quyết những ý kiến phản ánh của người dân một cách thỏa đáng nhất. Vì vậy, diễn đàn ngành tài nguyên và môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát tổ chức với tinh thần cầu thị, tiếp thu và lắng nghe những bức xúc, nguyện vọng của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường thực sự hợp lòng dân. Qua đó, ngành sẽ có hướng giải quyết kịp thời nhằm hạn chế những khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ.